Gió xuân heo may sáng hôm nay, xuân về đây rồi khắp đất trời. Hoa mai hoa cúc vàng ngoài sân, xinh tươi cánh đào trên phố xuân sang. Chúc xuân năm nay sẽ an khang, đem nhiều tin mừng đến muôn nhà. Xuân này sung túc được hạnh thông, xuân vang tiếng cười nhà nhà vui. Trời trời sắp cái gì? Trời ghê chưa? Ghê chưa? Bây giờ chúng ta chuẩn bị sơ sắp đâu nha cả nhà. Không biết đủ đầu cụ không? Sơ nè, đồ lăn nè, lăn lớn, lăn nhỏ nè, cái cọ nè, cọ nhỏ xíu. Em mua 2 cây à? Vậy ta? Hay là mãi trên chứ? Mãi trên đi hả? Dễ gì nó nói là nó lại bị bài đọc nè. Ha? Mâm cúng chưa xong nè, ngũ quả cũng chưa có nè. Mẹ bày chơi. Đúng ra mình phải đi mua cái mâm ngũ quả nè. Mà giờ đi sơn cái này nè, tại vì nó xấu quá. Năm ngoái định sơn nhưng mà anh ấy không cho. Năm nay mình làm càng đi, mệt quá. Anh ấy đòi sơn, một là màu xám, anh ấy nói màu trắng bạch tiết là nó xưa rồi. Anh ấy đòi sơn màu xám là một. Màu thứ hai là chấn động, đó là màu pink. Em đòi. Nói chung là không có kinh nghiệm cho nên là làm đầu làm đít làm tùm lum hết trơn á. Tức là đáng lẽ là sơn từ trên xuống. Thì lại sơn nói chung là 3 người, 4 người cho nên là sơn bút xua. Đầu trên dưới gì tùm lum, nó sơn xong ở dưới cái sơn ở trên cái nó chảy xuống tà lè hết. Người ta nói cái này nhiều khi là cái cảm giác của Tết á, mình dọn á, chứ không phải là mua hay không mua. Bây giờ nè, mấy cái kẻ nhỏ nhỏ này nè, tôi phải lấy cái này nè. Biết cái này là cái gì không? Cái cây make up á, cọ mắt á. Nhưng mà mình ăn gian á, tại giờ bị gắt quá, không có mua được á. Cho nên là để mấy cái kẻ này nè, mà cái này tôi làm cái này là tôi sẽ Tết đến là tôi sẽ thay cái cọ mắt mới. Giờ cái này nó cũng hư rồi. Gió xuân heo may sáng hôm nay, xuân về đây rồi khắp đất trời. Hoa mai hoa cúc vàng ngoài sân, xinh tươi cánh đào trên phố xuân sang. Oh my gosh! Đang ăn ly đê mà kêu réo xuống đây bực bội quá đi. Sao bóng mới nè. Ôm ray đồ chẳng hạn. Chúc xuân năm nay sẽ an khang, đem nhiều tin mừng đến muôn nhà. Xuân này sung túc được hạnh thông, xuân vang tiếng cười nhà nhà vui. Trắng màu cùng trang nguyên, chúc nhau những điều yêu thương nhất. Đêm 30 lễ chùa Long Nguyện cầu an phúc ngay. Đây, mày mò từ sáng giờ mới được một lúc nè cả nhà. À, tay chân này thấy ghê không? Sơn móng ôm ray này kia nè. Biết đầu cái dính tóc, dính sơn là sẵn ngắn luôn á. Tối này đã tóc ngắn luôn á. Rồi bây giờ là để cho nó khô tí xíu một nước, giờ chúng ta vô bồi bổ. Thực phẩm tới giờ trưa rồi, rồi chúng ra làm lần hai nha. Cái này là tự đài ải mình làm, ha. Tự hoàn ngã mình nè. Tự làm khó mình nè, ha. Mời đẹp. Cái xích đu đã xong. Và bây giờ hết luôn. 2 hộp sạch sẽ để lắp lại. Hôm nay là 28 Tết. Và đây hỏi làm móng để bộ móng này đi mùng 2 Tết gặp mọi người luôn nha. Và đây cắm nồi. Sao vậy? Cắm xích đu, cắm dựa, cắm tất cả mọi thứ. Bắt đầu tới công đoạn tắm xăng.
rửa đấy. Bây giờ tôi chưa mua đồ mâm ngũ quả, chưa mua mâm chân cúng, chưa dọn thờ nữa đó. Bây giờ dọn thôi cả nhà ơi, đó có rồi một chiếc xích đu mới rồi nhưng hơi bị phê. Rồi xong luôn rồi. Trời ơi, tôi lấy xăng chân này cả nhà, sơn móng chân đặc biệt, sơn móng chân bằng xăng. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Để xăng cái bên này cả nhà, sơn chân, chân tay thấy gớm không? Ghê quá cả nhà ơi, gớm quá. Tay chân như con cò ma vậy đó, gớm không, đẹp không? Chúng ta sơn móng tay chân bằng xăng bên cạnh chim hót líu lo. Đây là những cái củ gì của nó rồi? Cũng ly mua trên mạng mà đặt á, là nó quảng cáo là ly kép ha. Ủa? Gì vậy? Cuối cùng bây giờ là nó nở ra là ly vàng. Cái gì vậy? Như cái gì? Cái lại qua vậy? Con bị gì vậy con? Hả? Đó mà nở gì mà không đem vô chó chân mà để đây ha. Bây giờ là sơn xích đu xong, chưa có đi làm gì nữa, bây giờ là kêu đi xích cuốn, chích ngừa cho cuốn. Cái gì? Con đi đâu? Của mẹ. Đây là tông tay tân của mẹ nè. Tông tay tân của mẹ, có ai biết tay tân của mẹ tên gì không? Tông tay tân của mẹ nè. Đây nè cả nhà thấy không? Đậu rồng nè, giờ phải hái nè. Đậu rồng nè. Nó ra bông quá trời, trái nhỏ 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 li ti quá trời, đậu rồng nè thấy không? Đậu rồng nè, rồng này cái này hái được rồi nè, ăn non thì được. Đó tầm người ta bảo là mỗi ngày chỉ cần ra hái ăn vui cái hai trái, nhưng mà tư chưa có bành trái này đi. Đây, trái này đỏ lớn rồi thấy chưa cả nhà? Ồ, trái này được lớn rồi nè thấy chưa? Mà người ta nói để tới đen luôn á thì ăn nó mới ngon đó. Đây nữa nè. Nó nói mỗi ngày ăn trái hai trái thì cũng được, nhưng mà cái này nó chưa có được bành trái. Nè, thấy không cả nhà? Nhưng mà cái này là cây mới, nó sẽ lâu có lắm. Đây, để có một trái chưa? Cả nhà ơi, hai trái xoài thấy chưa, đặt tả vô hai trái rất là lớn luôn, thấy chưa cả nhà? Cả nhà mắm cầu á, mắm cầu nè cả nhà thấy không, thấy được không? Em mất lòng tôi làm biến mở rồi, thôi mở ra một cái cho mọi người coi. Xoài mình biết cắt. Đây tôi mở cái này nha, mở cái này cho dễ coi đi. Đây nè thấy chưa cả nhà? Đây nè, mắm cầu nè, trái nó được như đây nè, thấy không? Nè, là ở đây nè, có nè, hai trái nè, trong đây nữa nè, trong đây nè, đó là mảnh cầu đó cả nhà. Ở giờ nó đang có bông bự nè. Chúc xuân tân niên mãi bên nhau, gia đình sum vầy đón giao thừa, mưa xuân tươi mát đồng ruộng xanh, xuân sang đất trời đầy niềm vui. Cây này năm nay mua nó không hài lòng, nó muốn hư nè, nó mất không hài lòng. Bực mình quá. Cây này làm bông gì ta, lây dên. Nói chung mình thích lây dên đỏ,
mà cây này có vẻ không ưng ý, không biết là có ổn hay không, thấy là sao là sao. Làm sao vậy? Bình thường mình mua là mình sẽ mua bắp hơn nữa, không mua dày đâu. Mua bắp hơn nữa để cho nó nở đẹp. Nhưng mà cái cây này mình nó có vẻ không ổn là sao? Bây giờ hết thời gian rồi. Bây giờ là cúng 30 xong là bây giờ là ở đây nắng quá, nó sợi đen thùi luôn. Em rồi. Cúng 30 xong thì giờ tranh thủ làm để chút chút là phải đi hát đó, nó cấp đi hát liền và cho nó mang ngủ quả, tại vì đi về nhà là sợ bị trễ quá không kịp. Kiên Trang hả? Kiên Trang này hả? Trước mắt là giờ chân xong cái bình này rồi đó. Xong cái bình mình lại gì bông halogen đỏ. Ủa? Có một chút sắc đỏ chứ nhà mình sắc vàng nhiều lắm rồi. Trên một chút sắc đỏ có trong nhà cho nó đẹp. Chúc ngày đầu năm phước lộc ý là đồng, đầu năm phước mấy họ là lì xì mừng xuân hạnh phúc an khang, lì xì mừng xuân lấy hoa, hoa mai cũng nở sắc vàng. Hương lan én lửa khắp trời cùng nàng hồng tô thắm hương xuân. Chúng tân năm nay luôn đón niềm vui hân hoan. Chúng tân năm nay quên nỗi buồn năm đã qua. Ruộng đồng xanh tươi cho lúa vàng trung bắc nam. Chúa xuân đang về xuân hai bình xuân. Cúng mì xào giòn thôi, cúng con đưa đó ông bà lúc 3 buổi sáng thôi. Không có chan nước vô đây được, chan nước vô đây là nó sẽ bị mềm. Mình cúng xong chút mình bỏ nước vô sau. Tấn tài trong và ngày mùng 3 điều ước như mơ, tân niên phước thọ sum vầy, sang năm có nhiều tin mừng, lời ngọt ngào câu chúc tân xuân. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chúc ngày mùng 2 tấn lộc tấn tài. Và ngày mùng 3 điều ước như mơ. Tân niên phước thọ sum vầy. Sang năm có nhiều tin mừng, lời ngọt ngào câu chúc tân xuân. Rất là có duyên. Đúng rồi, rất là có duyên. Những cái chương trình trực tiếp á, mấy năm của Tết Tây hay Tết Đai thì là cũng có duyên với nhau đó. Đó là cái duyên này nó kéo từ tân nhạc mà nó kéo qua đến kịch luôn á. À, mà Hai Nông bữa nay thì thấy Tết năm nay quý vị có nhìn thấy Hai Nông là rất là vô giả nha. Hôm nay là thấy gọn gàng vô cùng. Ốm rồi. Bình thường thôi, cho nên là hẹn cả nhà mình nha.
giờ sẽ là những lời chúc ngọt ngào và vô cùng hấp dẫn của âm nhạc quý vị. Và chúng ta sẽ cùng chào đón sân khấu nữ ca sĩ Cẩm Ly. Xuân với Tết này năm nay đáng yêu nè, mà còn một cái ông thần tài, còn một ông thần tài ông lắc nữa. Hay là cái này chơi trong nhà, cái này máng trong nhà cũng đẹp lắm đó. Trên mấy cái tường nó gắn cái gì lên đây, đây là cây rong liễu cả nhà. Anh mụn quá trời, mình thích anh liễu nó sẽ nở từ từ vậy đó. Đi chợ mua sắm dọn nhà lại có cái mận đây, đây là cái mận á. Cho nó chứng ngàn lạ không như cả nhà. Đây là cây đào. Coi nè. Ủa, chứ mấy anh thần tài hả ta? Chú rồng này để đâu đi? Coi đây. Cái chinh lại. Cái này, rất là thích cái này qua đây dơ nè. Chúc mừng chúng ta sẽ cúng giao thừa đây. Không cúng giao thừa đi. Làm sao vậy? Đây là của bé Đại nè. Đại cát đẹp. Bình an. Và đây là ông ngũ quả. Ủa sao không dán cái dưa hấu cho mẹ vậy? À bây giờ là tôi phải lên thay đồ để chuẩn bị cúng đêm giao thừa ha. Bước sang năm mới Giáp Thìn năm 2024. Xin kính chúc cho cả nhà của mình được thật là sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc, sẽ gặp được những nhiều may mắn trong cuộc sống và thành đạt hơn trong những công việc của mình. Cuộc sống của chúng ta cũng sẽ tràn những sắc màu tươi vui, giống như cành mai này nè, nở tươi như nè, mai khúc vàng nở, khoe sắc vàng. Bye bye cả nhà rất nhiều, chúc mừng năm mới. Sớm dậy sáng năm có nhiều tin mừng, lời ngọt ngào câu chúc tân xuân.